Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh trong cái chuyến đi Việt Nam lần thứ 14 này. Hiện thời tôi cũng đã đi từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội rồi. Và hiện thời tôi cũng đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cũng nôn nao làm sao làm một cái cuộn video clip trình bày về những cái cảm xúc của mình, chia sẻ cùng quý vị và các bạn những ngày tháng ngày còn ở Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi về tại quê mẹ Việt Nam cũng nhằm vào cái ngày mà Tổng thống Mỹ Biden đã sang sang thăm Việt Nam. Lúc đó thì tôi du lịch ra Hà Nội, thì tôi đi ra Hà Nội thì ngày đó thì tôi cũng đi là cũng trên phương tiện đi đứng thì tôi cũng ra trước rồi. Sau đó thì Tổng thống Mỹ về lại tới Hà Nội thì tôi cũng không được dịp để cận cảnh được, nhưng cũng ghi lại một cái vài cảm xúc và những cái sự kiện. Lúc tôi đi tới Hà Nội thì khoảng 2 ngày sau thì Tổng thống Mỹ Biden đến đó. Thì thời gian tôi lòng vòng ở đó thì cũng trong cái ngày đó thì cũng kẹt xe lắm, tại vì những cái ngày đó là những ngày trọng đại để đón một cái vị nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ. Thì kẹt xe, sáng thì tôi trở lại phi trường về thành phố Hồ Chí Minh thì cũng kẹt xe, tại vì lúc đó buổi sáng thì tôi nghe nói là đoàn của vị tổng thống ra cái phố Hàng Bún á, là uống cà phê ăn sáng gì đó. Tôi còn không ghi nhận rõ ràng được, nhưng mà lúc đó thì tôi biết là tổng thống Mỹ và phái đoàn đang uống cà phê hoặc ăn sáng gì ở cái con đường ở Hàng Bún á, thì rất tiếc là tôi không có gặp tổng thống Mỹ được. Kính thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tổng thống Mỹ ông Biden về gặp nhà nước Việt Nam thì cái niềm vui mừng của riêng tôi, không những riêng tôi mà tất cả các bà con ở trong nước cũng hân hoan và vui mừng. Đó là một cái bước ngoặt lịch sử rất tốt đẹp giữa quan hệ ngoại giao giữa nước nhà Việt Nam và Mỹ. Tuy rằng trong đó thì nhìn vào quá khứ, nhìn vào quá khứ là cựu thù, nhưng hôm nay là tình bạn và càng ngày càng khăng khít với nhau. Đó là cái mà cảm xúc của tôi cũng rất vui mừng lắm. Thì tôi nghĩ rằng là đó là những cái niềm tự hào cho quê hương đất nước. Tôi cũng suy ngẫm là nhiều lúc tôi cũng suy ngẫm là tại sao một nước cựu thù Mỹ, một nước lớn, họ cũng sang các nước khác nhiều, ví dụ như là Philippines rồi Indonesia hoặc là Thái Lan hoặc là Nhật Bản hoặc là các nước Đông Nam Á, quý vị cũng thừa hiểu rồi đấy. Thì đời tổng thống nào họ cũng là sang ở bên Việt Nam hết đó. Họ có tìm cách là càng ngày càng khăng khít với là đất nước Việt Nam hết đó. Có những cái quan hệ về chính trị, ngoại giao, kinh tế gì đó vào những cái phương diện khác thì họ đã coi như dưới cái tầm mắt của nước Mỹ là chiếu cố về Việt Nam rất nhiều. Đó là cái nhìn nhận của tôi. Thì nhiều lúc tôi cũng đặt câu hỏi tại sao. Quý vị chắc các bạn cũng thừa hiểu rồi. Thì tôi cũng muốn nhắc lại làm gì nữa. Trước đây thì tôi cũng hay là coi như là ngồi lại với anh em ở quán cà phê hoặc quán này kia, tôi cũng hỏi nghe là tại sao như vậy, để mình có những cái câu trả lời và nhìn một vấn đề một cách sáng tỏ hơn. Kính thưa quý vị các bạn, niềm tự hào nhất, vui mừng nhất là giữa quan hệ Mỹ và Việt Nam đã nâng lên một cái tầm mới với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam về kinh tế, chính trị, công nghệ hoặc là những cái các
mặt khác, vân vân và vân vân. Đó là cái sự suy nghĩ của tôi, và cái đó thì những cái chi tiết ở trong cái thỏa hiệp thì mình cũng không nắm rõ được, nhưng mà tôi theo theo tôi nghĩ là như vậy, không biết có đúng không. Chắc quý vị và các bạn cũng có thể đồng cảm với tôi những cái đó. Và cái tôi cũng nhắc lại, đó là một cái bước ngoặt lịch sử tốt đẹp nhất, là niềm vui mừng và tự hào, tự hào cho những người con dân Việt, niềm vui mừng và tự hào, không riêng tôi, và những bà con đồng bào ở trong nước. Thì tôi cũng có tìm hiểu rồi, đi xe đi cổ hoặc ngồi những bên quán vỉa hè thì tôi cũng gặp anh em nói từ ngoài miền Bắc. Lúc đó tôi miền Bắc, tôi gặp anh em miền Bắc cũng nhiều, anh em miền Bắc cũng rất tự hào, rất tự hào và vui mừng. Đó là cái sự suy nghĩ chung. Thì cái tình cảm ngày càng khăng khít với đất nước thì đó là một điều tốt đẹp nhất, là chúng ta hãy gác lại những cái quá khứ, gác lại những quá khứ. Tuy rằng những cái quá khứ không thể nào tẩy xóa được, nhưng mà với cái tình cảm và giữa cá nhân với nhau, hoặc là giữa nói riêng chẳng hạn, và những cái tình cảm mà khăng khít với nhau giữa nước này và nước kia, thì nói chung thì tôi thiết nghĩ rằng chúng ta nên gác bỏ những quá khứ, xây dựng ở hiện tại và nhìn đến một tương lai tốt đẹp hơn. Đó là cái sự suy tư của tôi. Và tôi cũng đi đi đây đi đó và cũng tìm hiểu. Tôi đi từ từ Hồ Chí Minh, chuyến này thì tôi bây giờ tôi đang còn ở Việt Nam, tôi đi từ Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh đến ra Cam Ranh, Nha Trang, Đà Nẵng, rồi Huế, Huế quê hương đội tôi, và tôi đi đến đến Hà Nội. Hà Nội tôi ở đó cũng khá một vài ngày, 3-4 ngày, rồi tôi bay về Ba Mươi Thuộc. Hiện thời tôi đang đang ở thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn. Thì tôi làm cái cuộn video này cũng thể theo lời một cái số người bạn của tôi ở Bắc cũng như là ở Nam, họ cũng khuyến khích tôi làm một cái cuộn video clip về cảm xúc của tôi đối với quê hương đất nước thôi. Thì đó là những cái mà các bạn bè và các anh em từ Hà Nội cũng như đến Hồ Chí Minh là đồng viên tôi nên làm. Thì tôi cũng suy nghĩ rồi, và tôi cũng nên làm để chia sẻ những cái tâm tư, tình cảm của mình mà đối với bà con không nhận ở trong nước mà ở ngoài nước nữa. Đó là cái mà tôi cũng muốn chia sẻ hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, về những cái mặt mà tôi thiết nghĩ là có những cái mặt về vấn đề chính trị, kinh tế. Kinh tế thì tôi cũng nghe nói rằng là sẽ có những cái hợp đồng về kinh tế rất là lớn, về ví dụ như những cái mà những về mặt phương diện về ví dụ như những hàng trái cây, những cái hàng mà công nghệ, hoặc là những cái hàng mà có như ở Việt Nam cần sản xuất ra ngoài để mà kiếm cái ngoại tệ thu nhập, thì GDP thì cái đó thì cũng nằm ở trong cái vấn đề thỏa hiệp đó, theo tôi thiết nghĩ như vậy. Còn vấn đề đó là một trong những yếu tố mà để mà hai quốc gia đều cùng có lợi với nhau. Đó là cái mà tôi suy nghĩ. Hai bên đều cùng có lợi hết. Thì đó là những cái vấn đề. Trong đó thì tôi cũng suy nghĩ như vậy, không biết có đúng không, về một vấn đề an ninh và an sinh thì chắc có thể có cái luật dẫn độ giữa hai nước. Đó là cái suy tư của tôi. Còn vấn đề tìm hiểu thì về chính thức thì tôi cũng chưa có nắm rõ. Đó là những cái mà tôi suy nghĩ để mà bảo đảm vấn đề mà an ninh và an sinh cho hai quốc gia. Đó. Còn vấn đề quan trọng đại nữa thì tôi cũng thiết nghĩ rằng về vấn đề mà chính trị và vấn đề quân sự thì các bạn cũng thừa hiểu rồi. Thì mình là một quốc gia là coi như là cận kề với Trung Quốc,
thì nó là đương nhiên là nó cũng có những cái mà trong quá khứ thì quý vị và các bạn cũng thừa hiểu rồi. Thì cũng cần phải có cái sự cân bằng giữa về vấn đề mặt chính trị và giữa các cái cường quốc lớn. Thì Việt Nam thì quý vị và các bạn cũng thừa hiểu trong vấn đề ngoại giao thì Việt Nam là cái phương cách của Việt Nam là ngoại giao cái tre, thì quý vị các bạn thừa hiểu rồi đó, ngoại giao cái tre là như thế nào. Là tôi cũng không đi sâu vào vấn đề đó, trước kia tôi cũng làm một cái cuộn video clip đó rồi về vấn đề mà ngoại giao cái tre của Việt Nam rất uy duyệt, và tôi ủng hộ vấn đề ngoại giao cái tre của Việt Nam đó. Thì Việt Nam thì nói đúng ra theo tôi nghĩ là họ những cái bang lãnh đạo nhà nước thì đương nhiên là họ rất thông minh và khôn khéo. Đó là những cái mà tôi và nhiều cái đầu óc ở trong đó, đâu có phải về một đầu óc một hai người đâu. Trong cái quá trình đấu tranh, quá trình lịch sử thì họ coi như là hai nước cùng hoặc là Việt Nam đối ngoại với các nước lớn, các nước nhỏ ở với ngoài thì họ cũng cũng mà coi như là thừa khả năng và thừa hiểu những cái gì để mình có thể là tạo một cái niềm tốt đẹp trong cái quan điểm 4.0 của nhà nước Việt Nam. Đó là tôi tóm tắt vậy thôi. Còn vấn đề là tôi suy tư nhiều hơn là tôi có mong là quốc gia chúng ta là được quốc thái dân an, Việt Nam được quốc thái dân an. Và không những quốc gia chúng ta mà tôi cũng mong rằng trên thế giới được hòa bình, hòa bình và về kinh tế, về mọi mặt kinh tế, về phương diện văn hóa, về vấn đề giáo dục, y tế càng ngày càng được được phát triển, được sửa đổi, là những cái gì trong tiêu cực ở trong quá khứ thì càng ngày càng được sửa đổi để có những cái vấn đề mà tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ rằng nhà nước Việt Nam cũng thừa hiểu chuyện đó. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi về đây, khi về thì tôi cũng gặp một số anh em ở ngoài Bắc, thì trò chuyện tâm sự những cái cái trong quá khứ, thì đương nhiên là hồi đó tôi ở miền Nam thì tôi cũng không có hiểu được, nên chỉ tôi phải cần cảnh và coi như là đối mặt để nghe các cái thế hệ trước họ 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 kể lại những cái câu chuyện này, những cái câu chuyện kia, nói chung là những cái câu chuyện về quá khứ đau thương. Thì đó là những cái mà tôi học hỏi và đồng cảm những cái chuyện đó. Thì vào lại miền Nam hoặc là vào lại Ba Mươi Thuộc hoặc là vào lại những cái miền ở miền Nam hoặc là miền Trung, thì các anh em ngày xưa thì cũng có, tôi cũng có bạn bè tham gia chế độ trước, hoặc là những người cũng tham gia chế độ này, bạn bè tôi thì đủ mọi thành phần hết, nhưng mà tứ hải giai huynh đệ, đó là những cái điều mà theo cái sự suy tư của tôi. Thì trong cái hoàn cảnh thì có một số bạn bè tham gia chế độ trước, chẳng hạn những anh em, chẳng hạn những anh em của tôi, cha chú, thì họ cũng rất vui mừng cái quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam, và họ cũng tâm tình với tôi là họ sẽ coi như gác lại những cái quá khứ, chắc chắn họ sẽ gác lại những cái quá khứ để xây dựng một hiện tại và hướng về một tương lai tốt đẹp hơn. Nói chung là như vậy, bạn bè tôi, nhất là bạn bè và các vị đàn anh phục vụ trong chế độ trước, họ còn khuyên tôi là về đây kiếm một đất, một miếng đất để mà cắm dùi trong những cái ngày ngày mà những cái tháng ngày còn lại á. Những anh em chế độ trước cũng như chế độ bây giờ họ cũng khuyên tôi, họ cũng rất là gia đình họ cũng rất là hạnh phúc, tôi thấy cũng hạnh phúc yên bình lắm, đi đâu cũng thấy là rất là hạnh phúc yên bình, và ngồi mời để chung một chén trà, chung một ly bia, tôi cũng hòa đồng và ngồi, tôi cũng ngồi rồi anh em chế độ trước và chế độ bây giờ cùng ngồi với ngồi với chúng tôi, hàn huyên tâm sự rồi bài rồi đề nghị tôi lên hát, thì tôi cũng hát một vài bài là mình để mà đóng góp vui rồi, tiếng hát của tôi thì cũng còn như xưa nữa rồi. Đương nhiên đó là
cái tự nhiên rồi, cái luật tự nhiên rồi. Thì hát để chung vui thôi mà, để vui, để nối vòng tay lớn, để nối vòng tay lớn với anh em, và để cho chúng ta cùng nhau là trao đổi những cái cảm xúc của tôi, những ngày tôi xa xứ như thế nào, rồi những ngày anh em còn ở lại ở quê nhà để xây dựng một quê hương tốt đẹp như ngày hôm nay như thế nào. Thì tôi cũng nói là tôi có tội rất nhiều, tôi cũng nói là tôi đi là tôi bỏ lại mẹ già, bỏ lại quê hương, tôi đâu có làm được gì cho quê hương đâu. Đó là những cái cảm xúc và những cái mà tôi suy nghĩ. Thì anh em cũng ok, ai thôi mà sẽ không có gì, những ngày tới chúng ta nên là sống bình an, coi như là hòa đồng vui vẻ với nhau. Đó là cái niềm vui mừng lớn nhất của tôi một lần gặp anh em từ Hà Nội cho đến vô tại thành phố Hồ Chí Minh, rồi đây tôi sẽ đi miền Tây nữa. Những ngày tháng tới tôi cũng còn một số thời gian ngắn, thì tôi cũng cố gắng trải nghiệm cho hết quê hương yêu dấu này, quê hương Việt Nam tôi. Thì kính thưa quý vị và các bạn, khi mà đi từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội á, tôi đi qua các cái vùng miền quê, nhất là tôi cũng từ thành thị đến thôn quê, thì tôi thấy quê hương mình càng ngày càng thay da đổi thịt và phát triển rất nhiều. Tuy rằng cái nạn Covid á là nó cũng làm trì trệ cho sự phát triển của quê hương, nhưng mà rồi nó cũng qua rồi. Thì nhiều lúc tôi đi qua Quảng Nam, Quảng Ngãi, thì những cái quán, những cái nhà hàng á quý vị các bạn, tôi cảm thấy là cũng vui lắm. Bà con sinh hoạt, rồi bà con nhà quê đó, nhà quê, nhưng mà có những cái nhà quê, có những cái khu vùng quê á, nó chạy theo dọc bờ biển, thì bà con cũng sinh hoạt về kinh tế, có nhà hàng, có khách sạn như nhỏ, có hay lắm, và đồ ăn rất đó, đồ biển cũng rẻ lắm. Thì tôi mới suy ngẫm rằng Việt Nam mình rồi đây á, với sự mà ngoại giao với các nước lớn á, đó như khi nãy tôi kể trên á, thì Việt Nam rồi đây còn có một cái lợi tức về du lịch nữa. Du lịch rất là mạnh đó, không nhận mà du lịch tại các cái vùng mà coi như là các cái vùng mà thiên nhiên có sẵn, ví dụ như các hồ Xuân Hương chẳng hạn, sông Hàn chẳng hạn, bến sông Hàn chẳng hạn, hoặc là hồ Hoàn Kiếm Hà Nội, hồ Xuân Hương ở Đà Nẵng, hồ Hương Giang ở Huế, chẳng hạn. Đại khái tôi kể một vài nơi, chứ còn đến Cần Thơ rồi đến Bạc Liêu rồi đến, nó có nhiều cái thắng cảnh là thu hút dân du lịch rất nhiều. Đó là những cái tôi về đây tôi cũng gặp những cái người ngoại quốc, những người quốc Mỹ, có Ấn Độ, có Nhật, có người Hoa, có lên các cái đỉnh núi Ba Nà ở trên Đà Nẵng á, tôi cũng gặp rất nhiều. Và tôi còn tánh tôi cởi mở lắm, tôi đi đâu ngày xưa thì tôi còn đi học ít nói lắm, nhưng mà bây giờ tôi đi đâu tôi cũng làm quen và thân thiện với nhau, rất là thân thiện. Tạo sự thân thiện thì người ta cởi mở với mình, rồi người ta tỏ bày cái tâm tình. Và những người ngoại quốc đó họ rất thích Việt Nam, họ nói người Việt Nam đối xử rất thân thiện. Không nhận là vấn đề thân thiện hiếu khách, cái vấn đề mà tiếp đến là vấn đề chi phí ở Việt Nam, chi phí là đối với họ quá rẻ, và vấn đề khách sạn thì đó, bây giờ hiện thời tôi đang ngồi khách sạn đây, khách sạn này là khách sạn cũng tôi nghe các người làm khách sạn ở đó là khách sạn VIP, VIP nhưng mà nó rẻ lắm, rất thoải mái, đầy đủ tiện nghi, và ở đây nhân viên khách sạn tôi đến chỗ nào thấy họ cũng tiếp đãi rất nồng hậu và thân thiện. Đó là những cái điều mà chính yếu á, nhiều lúc cái sự thân thiện và nồng hậu thì đôi lúc á mình đâu có tiếc về vấn đề, ví dụ như mình có thì mình chia sẻ với các anh em làm việc ở trong khách sạn chút xíu, gọi là tiếng tiếp boa rồi cho nó vui mà. Nhưng mà vấn đề mà thân thiện á, vấn đề quan hệ thân thiện và tình cảm á, là vấn đề là số 1 mà Việt Nam. Tôi thấy các người ngoại quốc họ cũng khen Việt Nam rất hiếu khách. Đó là cái niềm vui mừng của tôi á. Ăn uống sinh hoạt ẩm thực thì quá rẻ. Quá rẻ. Tôi về Bao Mình Thuộc tôi mới quay cuộc phim với cuộc tô bún bò Huế rất ngon á, là có 25.000 tô cháo lòng, có 20.000 ly cà phê, có 10.000
10.000 là 50 sen ở Mỹ á quý vị. À, mà ở Mỹ là ly cà phê là ly cà phê với ly sinh tố hoặc là ly nước nước dừa gì đó hoặc là ly nước mía ha. Ví dụ như bây giờ ngày hôm qua tôi uống nước mía tại tại thành phố Hồ Chí Minh ha, 10.000 thôi, nhưng ở Mỹ ly nước mía 5 đô này. Thì đó đúng ra là những cái giá sinh hoạt đó mà tôi thấy không phải là tôi nói là đương nhiên là tôi thì phải rẻ rồi ha. À, về mình so so cái tỷ lệ đồng tiền á, giữa đô la và tiền Việt Nam thì mình gặp thật rẻ. Mà như tôi thấy bà con Việt Nam họ cũng tiêu xài và ăn uống cũng bình thường giống như tôi vậy thôi, thì tôi thấy đó là một cái biểu tượng cho kinh tế đó. Họ cũng tiêu xài cũng bình thường như mình thôi. À, mình đến cà phê cà pháo đến quán Nam Vang, hủ tiếu Nam Vang thì một tô ví dụ như ở đây ở Ba Mươi Thuộc thì 25.000, ở đây 40-50.000 thì họ vẫn tiêu xài bình thường thôi. Đó là cái biểu tượng cho kinh tế á, biểu tượng những người tiêu xài. Thì tôi cảm thấy là bà con cũng chắc bà con càng ngày cái số lương của họ chắc cũng là có cao nữa, chứ không phải là tôi không tìm hiểu sát, nhưng mà tôi nghĩ là họ có tiền, họ có tiền nên chi họ cũng xài thoải mái lắm. Nào, đó là những cái mà tôi được biết. Thì đi từ không đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn á quý vị. À, nhiều lúc bây giờ thì ở nhà với vợ biết ngày nào khôn. Tôi cũng đùa quý vị và các bạn nhưng mà chuyến nào đi tôi cũng đem bà xã tôi đi hết. Bà xã tôi thích đi lắm, bà xã tôi rất thích đi và bà cũng cũng yêu cái quê hương này. Nơi chôn nhau cắt rốn thì ngày vợ chồng tôi ra đi là tưởng chừng nhưng không bao giờ vĩnh biệt, mà tôi đã nói nhiều cuộn video clip cho quý vị và các bạn chia sẻ rồi, tưởng chừng như không bao giờ vĩnh biệt, à tưởng chừng không bao giờ trở lại, xin lỗi, coi như là vĩnh biệt luôn á. Thì sau đó thì cũng cảm ơn tất cả các vị lãnh đạo của nhà nước Việt Nam, cũng cảm ơn tất cả những người mà họ có chí hướng để coi như là mở rộng cái quan hệ ngoại giao bình thường hóa, giống như là các vị tiền nhân như là thượng nghị sĩ McCain chẳng hạn, hoặc là ông John Kerry thì vừa rồi ông cũng về đấy. Đó, tôi cảm ơn những người đó và một số người khác ở trong đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, thì họ đã tìm cách coi như là mở cái lệnh cấm vận cho nước Việt, cho Việt Nam, để rồi quan hệ bình thường hóa và khăng khít càng ngày càng được tốt đẹp hơn. 1995 cho đến bây giờ là 1923 rồi quý vị ạ. Mấy chục năm rồi á. Thì tôi thấy là cái quan hệ đó là càng ngày càng khăng khít. Đó là niềm tự hào và vui mừng của riêng tôi. Mà tôi nghĩ là không những riêng tôi mà tất cả các cái bà con trong nước. Kính thưa quý vị và các bạn, cái về tôi thì xin lỗi, tôi cũng hơi nói miên man đó chút. Tôi nhiều lúc tôi không có sắp xếp được cái gì thứ tự hết. Tôi sẽ mong rằng quý vị và các bạn bỏ qua ha. Thì tôi cảm xúc lúc nào tôi nói lúc đó. Tôi về Hà Nội, tôi về trước kia là tôi về hồi xưa thì năm 12 tôi về Việt Nam, khi khi Việt Nam mở cửa thì tôi đã về năm 1996 rồi. Tôi bắt ra đầu trở về đem hết gia đình vợ con tôi về năm 1996. Mặc dù khi tôi ra đi nguyên cả gia đình như vậy, nó cũng có những cái sự khó khăn của tôi ở quê hương thứ hai là nước Mỹ á, nhưng mà tôi quyết định ra đi, tôi quyết định trở về, xin lỗi, quyết định trở về. Thì đó là cái công lý thôi, đó là cái sự công lý và công bằng, không có ai ngăn cản được tôi hết á. Rồi tôi hàng năm cứ làm ăn, là thời đó còn trẻ thì cứ còn làm ăn rồi từ từ rồi dần dần được thì bay về thôi. Tôi cũng đem hết tất cả vợ con, mỗi lần chuyến đi nào tôi cũng đem hết vợ con về. Vợ con tôi rất thích đi về. Bây giờ thì các cháu cũng đã lớn và có gia đình rồi, thì các cháu cũng cũng chờ con cái lớn rồi 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 đi về đấy. Bây giờ con nó còn nhỏ quá.
Thì trước kia năm 2012 hoặc là 2000 mới đây 2022 tôi cũng có về. 2012 thì tôi về Hà Nội, nhưng mà lúc đó thì vẫn còn chưa có, còn phát triển rồi nhưng mà chưa được phát triển coi như là như ngày hôm nay. À, tôi bước xuống phi trường Nội Bài toàn xe hơi không, không thua gì ở phi trường ở bên Mỹ, San Francisco hoặc Los Angeles. À, toàn xe hơi không. Đó là những cái mà tôi cảm thấy cũng gạt nhiên lắm. Tôi cũng rất vui mừng và ngạc nhiên mỗi lần mà tôi về. Thì năm 2012 thì nó còn coi như là kinh tế cũng bắt đầu chớm nở rồi. À, tôi về tôi ghé lại Hồ Hoàn Kiếm, hoặc là tôi cũng không đi được phố cổ nhiều. À, và đi tới Hồ Hoàn Kiếm được lâu để ghi nhận những hình ảnh hồi đó thì về vấn đề mà máy hình và máy ảnh nó còn thô sơ lắm. À, tôi đi ra đó mà, nhưng mà lúc đó tôi đi vào tháng 4 thì cũng nóng quá và có chụp nhiều vô hình ở đó. À, được chụp nhiều vô hình ở đó. À, thì đó là những cái và tôi chia sẻ trải nghiệm đó. À, rồi năm 2002 tôi cũng về. À, tôi về thì tôi cũng đi lòng vòng lên Yên Bái. À, người theo theo cái lời yêu cầu của một người bạn. À, thì tôi lên Yên Bái thì tôi cũng làm những cái cuộc thước phim trên Yên Bái. Khi mà tôi về đó cảm nhận thế nào, tôi cũng nhắc lại tóm lược thôi, là tôi về đó về các cái vùng nhà quê ở Yên Bái, nhà nào cũng là có xe hơi hầu như. Nhà thì nhà xây. Đó là tôi đi một phần ở miền Bắc đó. Rồi hôm nay là về tại phố cổ Hà Nội, ngồi quán vỉa hè với anh em. Cũng vui lắm đó. Anh em tôi cảm thấy là anh em ở ngoài Bắc, tôi cảm thấy là tôi cũng có tâm tình rất nhiều trên cái mạng truyền thông xã hội. Anh em cũng mời tôi về, mời tôi gặp, nhưng mà tôi cũng xin sorry có một số anh em là tôi thời gian tôi cũng có gặp được. Anh em rất là hiếu khách mà rất là coi như là thân tình cởi mở. Mặc dù chưa gặp tôi nhưng mà có những cái cảm tình đối với tôi thì tôi cũng xin lỗi và tôi cũng sorry là tôi không gặp được. Có là cầu xin cho anh em mình sức khỏe thì có thể gặp nhau, cũng cũng như như một số anh em ở miền Nam mà tôi cũng gặp được miền Trung vậy. Thì tôi mong rằng tôi cũng cầu xin cho các anh em được sức khỏe bình an hạnh phúc, rồi có sức khỏe thì những lần trái ngộ có duyên gặp nhau thôi. Đó là những cái điều mà tôi cảm thấy là cũng cũng rất vui mừng và vinh hạnh là mình anh em cũng có những cái sự chiếu cố và cảm tình với mình. Còn về tại phố cổ thì các anh em ở gần đó nó dễ gặp hơn. Về thôn Từ Liêm hoặc Nam Từ Liêm gì đó, tôi cũng có người em kết nghĩa ở ngoài đó thì gần dễ gặp hơn. Hú một tiếng là anh nói ví dụ như là có một anh người em đó, thì hú một tiếng, anh cứ hú một tiếng lại bây giờ là em chạy ra trong vòng 15 phút liền. Sợ anh bận bịu thôi. Rất là nhiệt tình đối với tôi, rồi họ giao chiếc xe Honda cho tôi. Tôi nói chiếc xe Honda cho nó quen thuộc từ Honda, chiếc xe nhỏ quý vị các bạn, chiếc xe motorcycle, chiếc xe nhỏ để cho tôi đi đi lòng vòng, nhưng mà tôi đâu có biết lái đâu. Tôi có người em đi thì anh đó lên. Ngày đó anh đó gặp tôi cà phê cà pháo chút xíu buổi sáng, là anh đó giao xe tôi cũng ngại lắm, tôi đâu biết lái đâu. Anh giao chiếc xe tôi thả đó để đi thôi. Và anh thả đó thì người em tôi thì cũng biết chút về về Hà Nội thì cũng lái đi, rồi mò đường lái ra Hoàn Kiếm là đi lạc tùm lum. Những kỷ niệm là khó quên. Sau đó được về gặp lại anh Dũng, thì tôi cũng cảm ơn Dũng rất nhiều, đã có những cái chương trình quý báu đó tôi không bao giờ quên. Thì về gặp các anh em bạn bè kết nghĩa, ngồi uống chút rượu chút bia, tôi cũng hơi quá chén rồi nhưng mà vui lắm. Thì đó là những cái chương trình mời về ăn cơm trưa, thì tôi cũng về để chia sẻ. Thì đó là những cái chân tình quý báu mà tôi không bao giờ quên được. Thì nhìn chung chúng ta là anh em một nhà hết, và tôi cũng rất
Mỗi lần về tôi xin ngược lại chút nha, tôi nói nhiều lúc miên man quên. Tôi về đó thì khi mà ra phố cổ á, thì tôi gặp tôi có đi sang nhà thờ Chánh Tòa ở Hà Nội rất lớn, và bà con ở đó thì cũng đi nhà thờ rất nhiều. Đó là cái mà tôi cảm thấy là về vấn đề tôn giáo, là sự tôn giáo ở Việt Nam thì sinh hoạt bình thường, không có cái gì hết á. Nhà thờ Chánh Tòa tôi cũng đã quay rồi á. Trước đây thì tôi cũng có người anh, người người thân quen á, thân nhân trong gia đình mấy chục năm chưa chưa có về, họ anh cũng về rồi, anh cũng về đến tại nhà thờ Chính Tòa và anh cũng tâm sự với tôi. Nhà thờ Chính Tòa đông thật, ngày hôm đó anh đi lễ ngày Chủ nhật rất đông thì anh cũng chụp hình và một vài tấm hình để làm kỷ niệm. Lúc đó anh đi cũng gấp rút lắm và anh đi có 15 ngày thôi, anh cố gắng đi hết, đi một số tỉnh thì anh mặc dù trong 40 mấy năm mà anh không, đó là lần Việt anh chưa về Việt Nam, đó là lần Việt Nam, đó là lần đầu tiên anh về, đó là người anh thân quen trong gia đình. Anh về anh cũng tâm tình và tâm sự với tôi, anh nhìn lại quê hương đất nước anh rất mừng, anh rất mừng. Đó là những cái điều mà mắt thấy tai nghe thôi, mình đối diện với sự thật, mắt thấy tai nghe, những sự thật tốt đẹp, đó là những cái điều mà tôi chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Về miền Trung thì tôi cũng cảm ơn những tất cả những các anh em, những các anh em hồi đó làm việc rồi về hưu, anh em hai bên chiến tuyến nha, trời, họ đối xử với tôi nghĩa là quá quá thân tình, và những cái tình cảm đó tôi cũng không bao giờ quên được. Tại miền Trung thì anh bạn cũng muốn tìm gặp tôi, tại vì gần Nha Trang, Ninh Hòa, Nha Trang, thì anh chạy vô gặp tôi. Lần đầu tiên gặp nhau anh em hai bên chiến tuyến gặp nhau, trong quá khứ là chiến tuyến. Tôi cũng nói là ngày xưa nếu mà cũng nhờ đất nước thống nhất và thanh bình như ngày hôm nay, ngày xưa anh với em nghĩa là có như có thể là không có thể là gặp nhau như ngày hôm nay, có thể một trong hai hoặc là hai là chúng ta đã coi như là đã sanh cọ rồi, phải không anh? Anh ngồi cười thì ngồi thì ăn một tô bún chả cá ở Nha Trang rồi uống ly cà phê, tâm tình cũng rất lâu ở đó. Tôi cũng có nhiều người đã cũng dựng các anh đó là anh Kính và anh Dũng, rồi vợ chồng anh và có một số người bạn nữa tôi cũng không được gặp. Tôi cũng một lần nữa tôi xin xin thành thật sorry, xin lỗi nha. Nhiều lúc cái thời gian và những cái công việc á, tôi đi trong có dự định nhiều lúc cũng có một số anh em thân tình nữa, bạn bè ngày xưa cũng gặp được, tại vì lúc mình về nhiều lúc mình về cũng cách đột xuất quá, rồi nhiều lúc mình báo trước đó 1-2 ngày thì bạn bè và anh em lại đi nơi khác rồi. Nhưng mà trái đất tròn rồi chúng ta cũng sẽ gặp nhau, ok. Đó là những cái điều mà tôi cũng muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Hôm nay thì tôi đang ở một khách sạn, giá khách sạn cũng phải chăng lắm quý vị và các bạn. Cái này tôi ở tính ra là cái phòng mà tôi đi đâu rồi tôi cũng cũng quay khách sạn cho quý vị á, giới thiệu một cái số mà khách sạn giá vậy, giá mà tương đối tương đối mà mình có thể là ok á, mình cũng đi để trải nghiệm rồi sau này mình về mình biết chỗ nào là giá tương đối, còn chỗ nào là giá hơi cao chút, mình phải tùy cơ ứng biến và tùy liều cơm gắp mắm chứ. Khách sạn tôi ở đây á, hai giường á, giường đôi chứ, giường đôi mà có thể kê được một cái giường nữa đó, là coi như hai giường. Tính ra là có 17 18 đô một ngày đầy đủ hết các tiện nghi, nên chỉ ra tôi đóng đồ ở đây, gần nhà của em nữa, thì cô em thì sát nhà của em, nhà của em nó hơi đông nên thì tôi cũng xin lỗi cô em trước và tôi xin ra khách sạn ở. Thì cô em có nấu nướng hay gì thì cô em bưng ra tôi cả ngày tôi ăn là mệt luôn á, cay cay đấy đồ gì đó. Tôi cảm thấy là nhiều lúc là tôi đây thôi, tôi ở đây cho luôn cho rồi. Rồi cái trước và con đường cái khách sạn tôi ở nó đầy những cái hàng quán, những cái trái cây, bánh bò, bánh tiêu, bánh gì,
những cái món ăn gì cháo lòng rồi hủ tiếu Nam Phan, phở gà, phở vịt rồi bò. Nghĩa là thực phẩm ở ngoài cái con đường chính tôi đi ra đây có một vài bước thôi, nó không thiếu một cái thứ gì hết. Tôi nói thật quý vị, nó không thiếu một cái gì hết tại thành phố Hồ Chí Minh này. Và tôi cảm thấy không thiếu gì cả. Nên chứ nhiều lúc ở bên Mỹ, tôi nói thật quý vị và các bạn á, có như chiều chiều mà hơi tối tối đói bụng chút là không biết đi ăn ở đâu nữa. Đi ra là lái xe đi xa lắm, đi xa lắm mà nó có cái không khí nhiều lúc nó cũng không có vui. Tôi thích nhất là cái không khí, những cái quan cảnh, những cái tình cảm nó vui thì mình cảm thấy là mình yêu đời, mình sảng khoái, mình cảm thấy là chan hòa tình cảm đó là những cái mà cảm xúc của tôi. Tôi thì không được đi nhiều như các anh em đâu, cả nhiều các anh em còn đi nhiều nữa. Đó là những cái sự trải nghiệm của tôi thôi và những cái cảm xúc. Thì mỗi lần tôi về thì tôi thấy là kinh tế ở các cái vùng nông thôn, không những nông thôn mà thành thị phát triển. Ví dụ như con đường gần khách sạn của nhà của khách sạn đây này, nhà của em ở tôi trước là năm 12, 13, 15 tôi về, mấy con đường này nó vắng lắm. Con đường trước là con đường Nguyễn Văn Quá của 12, quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có dịp đi ngang cái con đường này, tuy rằng hơi xa trung tâm chút, trung tâm thành phố chút, nhưng mà nó nhộn nhịp lắm, không unbelievable, không thể nào tưởng tượng được. Nó quá nhộn nhịp đây. Và cửa hàng Bách Hóa, mua cái gì cũng có. Nếu mà mình mua, mình ra cái cửa hàng Bách Hóa, tôi có quay rồi đó. Tôi có để trên cái kênh Cali 4 mùa tôi đó, cái cửa hàng Bách Hóa thì ra mua đồ đó, có rau sống, có cá, có thịt ở trong đó, giá ở trong cái cửa hàng Bách Hóa thì nó còn nhỏ thôi, nó không phải là cái siêu thị lớn, nhưng mà nó là nhỏ thôi, nhưng mà giá rẻ lắm. Ra mà chợ thì quý vị còn phải, xin lỗi, còn phải trả giá rồi, trong đó giá nhất định nó rẻ lắm. Đó là những cái mà tôi trải nghiệm chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu mà tôi nói ra cảm xúc thì nó dài lắm. Nó còn như là tôi nói như là thao thao bất tuyệt, từ thành phố này đến thành phố kia, thì từ thành thị đến nông thôn, nó dài lắm. Thì mong là quý vị cũng thông cảm, tôi chỉ tóm tắt lên đây thôi. Rồi sau đó thì tôi sẽ về Mỹ, tôi sẽ làm thêm một cái cuộn video clip tiếp, những cái cảm xúc có như những cái cảm xúc mà có như là toàn vẹn sau một chuyến đi thứ 14 á. Còn bây giờ là tôi mới đi 2/3 đường thôi, 2/3 đường trong cái cuộc hành trình này. Thì tôi cũng kính cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ quý báu theo dõi cái cuộn video này, và tôi cũng cũng chia sẻ những cái suy nghĩ của chính cá nhân mình đối với các bạn, nhất là các bạn, một số các bạn còn trái quan điểm hoặc là có cái gì lấn cứng ở trong lòng của mình, thì mong rằng các bạn cùng chia sẻ với tôi. Các bạn có thể có dịp về lại quê hương, quê mẹ, để các bạn có cái sự cảm nhận trung thực hơn. Đó là những các bạn chưa có một lần nào về. Hầu hết đa số những cái bạn bè anh em của tôi thì đã về hết rồi. Thì để nhìn lại quê hương mình, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng, nhiều điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Những cái gì trong quá khứ tuy rằng nó đã xảy ra còn khá lâu rồi, quá khứ thì không thể nào tẩy xóa được, nhưng chúng ta cũng cố gắng quên đi để xây dựng một hiện tại và nhìn lại một cái tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ này và thế hệ mai sau. Tôi thì tuổi cũng lớn rồi, trước mặt tôi thì những cái ngày mà những cái ngày tháng trong cuộc đời cũng không còn bao nhiêu nữa. Chính bản thân tôi cũng muốn làm gì mà mình không có
được dịp và cơ hội để làm trong quá khứ, để mà xây dựng, đóng góp vào một hạt, như là một hạt cát nhỏ về vấn đề tư tưởng cũng như là về vấn đề công việc làm, để xây dựng một cái tương lai tốt đẹp cho thế hệ này và mai sau mà thôi. Tôi cũng nói đi nói lại với quý vị các bạn rất nhiều rồi. Quý vị các bạn cứ nhìn ở trong quá khứ đi. Ngày xưa thì tôi cũng thực tâm tôi nói thôi. Ngày xưa thì tôi cũng đi học, đi hành, nhưng tôi nói với các bạn trẻ, ngày xưa chú không có được yên tâm để học hành đâu. Chú cũng chờ ngày lên đường để đi ra chiến trường mà thôi. Những cái lớp học, những giờ học, chú không có yên tâm như các cháu bây giờ đâu. Các cháu bây giờ hãy trân quý những cái gì mình đang có, để rồi mình hướng đến một cái tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình và cho xã hội. Tôi cũng nói chuyện với những người trẻ rất nhiều. Thì đó là tâm tư của tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi cũng xin tạm ngưng cái cuộn video clip này, cũng khá dài rồi. Tôi cũng một lần nữa tôi kính cảm ơn quý vị và các bạn, và chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui tươi, bình an, sức khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và đạt được nhiều thành công ở trong cuộc sống. Tôi cũng và niềm ước muốn của tôi lớn nhất là quốc thái dân an. Đó là cái niềm ước muốn của riêng tôi, mà tôi nghĩ rằng không phải của riêng tôi mà tất cả các bà con, tất cả các bà con nhân dân, bà con chúng ta đang ở quê nhà Việt Nam. Tôi xin kính chào quý vị và tạm biệt quý vị nơi đây. Kính chào.